mở đầu đánh dấu thánh nhân quả vị huyền vũ thánh nhân quả vị nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com con du dương tiếng chuông ở trong núi vang vọng tam thanh đại điện hơn trăm tên thiếu niên túc nhiên nhi lập bên cạnh hai gã tông môn chấp sự chính mang của bọn hắn giống như cung phụng ở phía trước ba vị thần tượng hành lễ lại tam thanh tổ sư, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta hóa vũ tông đệ tử chính thức, lúc cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên, phải. Tông môn trọng địa, chúng thiếu niên không dám ồn ào, nhưng trong ánh mắt vô không tiết lộ ra hưng phấn tung tăng ý, chỉ có một yếu ớt thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Nhưng ta nghe sư phó nói, bổn môn mấy ngàn năm qua, không phải là đã không có nhân thành tiên sao? thanh âm kia kiều nhu, uyển chuyển êm tai, mọi người quay đầu đi, lại là một gã tám chín tuổi bộ dáng linh tú nữ đồng. Nghe lời ấy, kia chấp sự bên trong ông lão mặc áo đen vốn đã giận tím mặt, có thể quay đầu nhìn thấy kia linh tú nữ đồng, biểu tình lại lại trở nên hòa ái, chê cười nói. Không thể thành tiên, là chúng ta hậu bối đệ tử không hiền, nhưng bổn môn truyền thừa rất xưa, nếu là truy bản tố nguyên, có thể thuộc về tại hồng hoang lúc tam thanh nhất mạch. Nói tới chỗ này, hắn lại lại có chút đắc ý kiêu ngạo lên. Cố bọn ngươi phải thật tốt tu hành, không thể có mảy may lời biếng, nói không chừng bọn ngươi bên trong thì có vậy được tiên cân nhắc thánh một ngày, cần tuân sư bá dạy dỗ. Chúng đệ tử càng phát ra hưng phấn lên, nhìn chung quanh đồng bạn thần thái sáng láng, Lâm Tiểu Diêu mặc dù như bọn họ một loại khom người hành lễ, nhưng trong lòng đang thầm than, cái thế giới này thiếu niên thật đúng là chất phác dễ gạt lên núi đã một tháng có thừa, lại thừa tập cổ thân thể này trí nhớ, coi như xuyên Việt giả lâm tiểu diêu, tự nhiên đối với chính mình tình cảnh có đại khái biết. Đây là một cái tu tiên thế giới. Nói nó là hồng hoang đi, nhưng hồng hoang tên đã sớm không hiện, hậu bối tu sĩ, quá mức thậm chí đã khai sáng ra rồi tân tu tiên kỷ nguyên. Nhưng người nếu nói là nó cùng hồng hoang không có quan hệ, cái thế giới này rất nhiều tiên môn, lại tuyên bố chính mình đạo thống truyền thừa tự hồng hoang một vị đại danh đỉnh đỉnh chân nhân nhất mạch. Bất quá nhiều lấy tự thuyết tự thoại chiếm đa số, niên đại xa xưa đã không thể kiểm tra, tỉ như, trước mắt hóa vũ tông, liền tuyên bố chính mình quả thật tam thanh nhất mạch. Nhưng theo Lâm Tiểu Diêu hiểu, nói như vậy từ coi như không có hồ suy đại khí, có thể ngồi một bên, chỉ sợ cũng chẳng qua là tam thanh sở thu một vị ngoại môn đệ tử mà thôi cố mà đừng nói chứng tiên nhân đạo quả chính là được tấn đại thừa tu sĩ đối với bổn môn mà nói đó cũng là phiêu miểu hết sức đương nhiên đối với lâm tiểu diêu này vừa bước vào tiên đạo non nớt mà nói bổn môn mặc dù không có tiên nhân nhưng như cũ đại lão vô số không phải là hắn có thể thấy được bóng lưng hạng về phần bên ngoài nghe nói càng là chém chém giết giết tà ma vô số thỉnh thoảng còn có đại yêu xuất thế chính mình hay lại là cầu thả một chút tương đối khá trong lòng đang suy nghĩ chúc mừng ký chủ người hệ thống đã đến sổ sách bảng định bên trong bảng định xong bắt đầu kiểm tra nơi này phù hợp đánh dấu điều kiện mời ký chủ lựa chọn có hay không lập tức đánh dấu đánh dấu lâm tiểu diêu ngẩn ngơ lặng lẽ ngắm nhìn bên cạnh chắc chắn những người khác không có bất kỳ phản ứng chỉ có chính mình nghe này cơ giới mà thanh âm lạnh như băng hệ thống xuyên việt giả ngón tay vàng rốt cuộc vào tài khoản rồi hệ thống đánh dấu một giây kế tiếp chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công đạt được thánh nhân quả vị cái gì cái gì mặc dù biết hệ thống ngạo mạn giờ khắc này lâm tiểu diêu hay lại là trong gió sốc xếch ở nơi đó mang lồ tai của mình có hay không xảy ra vấn đề không nhịn được đuổi theo hỏi một câu nhưng mà hệ thống lại chưa có hồi phục tiếp tục nói có hay không bây giờ nhận hay không lâm tiểu diêu liều mạng nhịn được trong lòng hiếu kỳ hay lại là chững chạc một chút tương đối khá mặc dù kia thánh nhân quả vị không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm nhưng nếu là gây ra động tĩnh quá lớn sẽ không tốt hắn không nhịn được ngắm nhìn trước mặt tam thanh thần tượng hệ thống ta còn có thể đánh dấu sao không thể một ngày làm một lần có thể lặp đi lặp lại đánh dấu càng trọng yếu địa phương khen thưởng càng chân quý trừ đặc thù địa vực chỉ có thể đánh dấu một lần mời ký chủ quý trọng mỗi một cơ hội ý tứ nói đúng là tam thanh đại điện tạm thời chỉ có thể đánh dấu một lần này sau này, nghi thức nhập môn đã xong, mọi người rời khỏi nơi này, tụ năm tụ ba, mỗi người trở về. Lâm Tiểu Diêu không cùng nhân đồng hành, mà là một thân một mình đi tới một vòng ngoài lính gác xâm nghiêm, có thể hết lần này tới lần khác bên trong ngoại trừ số ít trọng yếu thời tiết. Cơ hồ sẽ không có người đặt chân kiến trúc. Tổ sư từ đường nơi này thờ phụng bổn môn lịch đại tổ sư bài vị tự nhiên cũng phải đệ tử quét dọn xử lý thỉnh thoảng còn phải thêm chút cung phụng vật nhưng so với còn lại nội vụ nhưng là một cái khổ công việc căn bản tiếp xúc không tới bên trong cửa cao tầng chớ nói chi là lấy được cho bọn họ xem trọng thưởng thức giống như thường bạn thanh đăng cổ phật phi thường khổ cực Đương nhiên, Lâm Tiểu Diêu bị phân phối ở đất này, lại không phải bị tông môn gạt bỏ, lấy tiên môn chi quảng bác, há lại sẽ ghim hắn một mới nhập môn đệ tử nho nhỏ đây. Trên thực tế, đệ tử mới nhập môn, ngoại trừ hôm nay tên kia kêu chỉ khói linh tu nữ đồng, chờ số ít mấy vị thiên tư tuyệt cao người, đã bị trưởng môn hoặc chư trưởng lão nhìn chúng. Trực tiếp thu làm rồi thân truyền. Còn lại người, đang tu luyện sau khi, đều cần phụ trách một ít nội vụ hoặc là nào đó trưởng lão bưng kiếm đệ tử, hoặc là phòng luyện đan thiêu hỏa đồng tử, lần nữa, chính là trông coi dược điền, hoặc là chiếu cố linh thú vô tích sự. Mà kém cỏi nhất, không ai bằng quét dọn một ít trọng yếu đại điện. Bất quá tiên môn làm việc ngược lại cũng công bình, cũng sẽ không chuyên hành độc đoán, mọi người phụ trách cái gì ti chức tất cả lấy bắt thăm quyết định. Già trẻ không gạt toàn bằng vận khí, mở đầu đánh dấu thánh nhân quả vị huyền vũ bổ thiên đan. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cái này thì rất xấu hổ. Lâm tiểu diêu thử điều động trước mắt kia tự hư vô rũ xuống rậm rạp chẳng chịt pháp tắc có thể cảm giác được chính mình minh biện áo nghĩa, nắm giữ đại đạo trí lý. Vô số thế giới huyễn diệt cùng tân sinh, phảng phất cũng tại chính mình nhất niệm chi gian nhưng cũng chứng, hắn thử điều động pháp tắc cố gắng, cuối cùng lại quy về thất bại kết cục. Quả nhiên, chỉ có vương giả tài khoản, nhưng ít đi tương ứng tu vi, vẫn là khó mà được việc, xem ra chính mình được bổ túc thánh nhân nên có pháp lực. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trăng sáng treo cao, giờ phút này mặc dù chưa tới giờ sửu, nhưng nếu là dựa theo chuyển kiếp lúc trước đang lúc, lại đã sớm qua zero, có thể tính ngày thứ hai. Mà này tổ sư từ đường nên tính là một vô cùng trọng yếu nơi. Vì vậy hắn đạo, hệ thống, cho ta đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được tu vi 500 năm, chú thích. Nơi này là có thể lặp lại đánh dấu địa điểm, ký chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần, gợi ý của hệ thống thanh âm chậm rãi truyền tới. Tu vi 500 năm lâm tiểu diêu sững sờ theo vui mừng quá đổi giống như ngủ gật gặp gối hệ thống này thật đúng là chính mình cập thời vũ vừa vặn đưa tới chính mình bây giờ cần có nhất đồ vật ký chủ có hay không bây giờ nhận nhận lâm tiểu diêu không chút do dự bây giờ đã nguyệt trí lưng chừng trời toàn bộ hóa vũ tông chỉ sợ cũng không tìm được so với cái này càng quạnh quẽ chỗ yên tĩnh hắn tự nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì vừa dứt lời lâm tiểu diêu cũng cảm giác được một cổ dịu dàng hùng hậu linh lực kinh kỳ kinh bát mạch cuối cùng chuyển vào đan điền khí hải một thời gian uống cạn chun trà sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra da thịt trở nên ôn nhuận như ngọc vốn là bình thường tướng mạo tựa hồ cũng biến thành tuấn mỹ lên nhưng cẩn thận nhìn ngũ quan hay lại là ngũ quan đó khuôn mặt cũng không có bất kỳ thay đổi có thể làm cho người ta cảm giác liền cực khác với trước phảng phất một viên bị long đong kim xa cuối cùng không che giấu được hắn vốn là quang hoa lại phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hàn mang lòe loẹt lóa mát kim đan kỳ lâm tiểu diêu nhìn một chút tay mình tựa như mừng rỡ nhưng sau đó lại khẽ nhíu mày như cũ không cách nào khiêu động trước mắt pháp tác dù là chính mình thấy rõ nhưng tu vi vẫn quá thấp bất quá không cần phải gấp lúc này mới chỉ là lần thứ hai đánh dấu mà thôi Mặc dù là kim đan kỳ, nhưng hắn có thể cảm giác được nắm giữ thánh nhân quả vị chính mình, cùng trong môn tu sĩ kim đan khác hẳn lẫn nhau khác. Dù là tu vi pháp lực sấp xỉ như nhau, nhưng đối với đại đạo, đối với lực lượng hiểu, là không giống nhau đĩa. Đồng giai vô địch, không, há chỉ, coi như là 10 tên đồng giai tu sĩ, mình cũng có thể tiện tay diệt lâm tiểu diêu trên người quang hoa dần dần thu lại lại biến trở về này bình thường chính mình bây giờ hắn đã không còn là một tên mới nhập môn đệ tử bình thường tu vi còn xa hơn thắng trong tông môn chấp sự nhưng lâm tiểu diêu như cũ không dám có mảy may khinh thường biến đổi không muốn phong mang tất lộ lộ vẻ với trước người dù sao hắn chỉ có thánh nhân quả vị bây giờ lại thiếu sót tu vi mà cái thế giới này cũng không yên ổn đừng nói bên ngoài khắp nơi hung hiểm chính là hóa vũ bên trong tông bây giờ mặc dù không có chân tiên nhưng là có đại lão vô số cho nên vẫn là hẳn khiêm tốn tiếp tục cầu thả đến tương đối khá vì vậy lâm tiểu diêu nơi đó đều không đi tiếp tục ngoan ngoãn đợi ở tổ sư từ đường trong người khác cũng tránh không kịp khổ xoa chuyện hắn lại chịu đựng gian nan nơi này chính là chính mình động thiên phúc địa. Ngày thứ ba, Lâm Tiểu Diêu biểu tình như thường ở tổ sư từ đường trong quét dọn. Trên mặt hắn không có mảy may vẻ hưng phấn, nếu quyết định phải khiêm tốn, đó là đương nhiên lại không thể có không hợp với lẽ thường cử chỉ, nếu ở tổ sư từ đường còn mặt đầy hoan hỉ. Đó mới là kỳ hoặc quái gở Nơi này tuy là cực kỳ thanh tĩnh chi địa, nhưng vạn nhất ngẫu nhiên bị người phát hiện chính mình biểu tình khác thường, cũng sẽ đưa tới hoài nghi. Chi tiết quyết định thành bại, chính mình nhất cử nhất động, đều không thể lộ ra sơ hờ tì vết nào. Lâm Tiểu Diêu một bên vẩy nước quét nhà, một bên ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được đan dược bổ thiên đan. Có hay không bây giờ nhận, không phải là tu vi. Lâm Tiểu Diêu có chút thất vọng, bất quá Bổ Thiên Đan danh tự này khiến nhân nghe vào cũng có chút không hiểu rõ nghiêm ngặt. Không cần, Lâm Tiểu Diêu lần nữa cự tuyệt nhận. Mặc dù tổ sư từ Đường Thanh Tĩnh lấy vô cùng, mà hắn bây giờ có Kim Đan kỳ tu vi, thần niệm biến đổi là có thể bao trùm trăm dặm, đã vượt xa phổ thông nguyên anh tu sĩ nhưng lâm tiểu diêu vẫn là quyết định cẩn thận một chút chờ đến kia lúc đêm khuya vắng người đây chính là bổ thiên đan nguyệt trí lưng chừng trời tổ sư từ đường lộ ra càng tĩnh lặng lâm tiểu diêu rốt cuộc nhận lấy hôm nay khen thưởng trong lòng bàn tay của hắn tĩnh tĩnh nằm một viên lớn chừng trái nhãn đan dược mở đầu đánh dấu thánh nhân quả vị huyền vũ linh bảo xuất thế nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đạo pháp tự nhiên, Lâm Tiểu Diêu quyết định chính mình tu luyện, nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua chỉ là hít một hơi. Đương nhiên, không giống với hô hấp bình thường, hắn trong nháy mắt này liền cùng cái này phương viên mấy trăm dặm dễ như trở bàn tay tạo lập được bản chất nhất liên lạc. Quả nhiên trên hư không, địa khuyết dưới đất cũng đều tràn ngập một ít pháp tác. Vạn vật vận chuyển, vốn là phải tuân theo nhất định quy luật. Mặc dù, cùng chư thiên vạn giới so sánh, trước mắt những thứ này pháp tắc, chẳng qua chỉ là tế chi mặt tiết mà thôi. Nhưng thảo mộc khô vinh, sinh linh phồn diễn sinh sống, cũng đều cùng nó có cởi không khai quan hệ, hoặc có lẽ là được thẳng thừng một ít, đều là bị những thứ này pháp tắc ảnh hưởng cùng kiềm chế. Cùng lúc đó, hóa vũ tông tổng đà, toàn bộ tu tiên giả, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt rõ ràng là đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật hồi phục. Chăm hoa đua nỡ, rừng rậm lần nữa phủ thêm, đồ xanh lục. Đột nhiên, không có bất kỳ triệu chứng. Dòng suối nhỏ ngừng chảy, nước sông đông lạnh, nở rộ bách hoa khô héo điêu linh, có thể hết lần này tới lần khác lại có như vậy một ít cây mộc lại giống như mùa thu một dạng kết lên phong phú trái cây. phảng phất thiên địa vạn vật vận chuyển, vào giờ khác này trở nên hỗn loạn. May ở nơi này quá trình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đầy đủ mọi thứ, liền khôi phục như thường. Phảng phất vừa mới phát sinh, chỉ là ảo giác. Tổ sư từ đường, hô, nguy hiểm thật, Lâm Tiểu Diêu trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua chỉ là muốn tu luyện một chút, tùy tùy tiện tiện hít một hơi, kết quả lại tạo thành như vậy kết cục là bởi vì ta cảnh giới quá cao nắm giữ thánh nhân quả vị hắn bây giờ mặc dù pháp lực nhỏ tài chỉ có kim đan kỳ tu vi bằng hắn lực lượng còn không cách nào khiêu động bất kỳ pháp tác nhưng đó là chỉ không cách nào khu sách lấy hắn cảnh giới là có thể đối pháp là tạo thành ảnh hưởng chỉ bất quá như vậy ảnh hưởng không bị khống chế hơi không để ý cẩn thận sẽ tạo thành khó mà dự liệu kết quả tỉ như hắn mới vừa rồi rõ ràng chỉ muốn tiểu tiểu tu luyện một chút nhưng lại đối với khắp địa vực chu vi mấy trăm dặm cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn kết quả chính là bách hoa điêu linh sông nhỏ đóng băng cây cối nhưng lại giống như mùa thu được mùa thời tiết một dạng kết đầy trái cây đây là bởi vì vốn là khống chế hết thảy các thứ này tự nhiên pháp tác bởi vì chính mình mà được ảnh hưởng trở nên hỗn loạn vô tự cũng may lâm tiểu diêu phản ứng nhanh chóng với trước tiên ngưng tu luyện nếu không tiếp tục tiếp dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ phát sinh như thế nào kết cục pháp tắc hỗn loạn có lẽ sẽ gây thành trong truyền thuyết tai biến nhưng tha cho là như thế cũng sắp toàn bộ hóa vũ tông tu sĩ cho dọa sợ không nhẹ lạnh cả người đổ mồ hôi bao gồm một ít nhắm sinh từ quan trưởng lão đều rối rít do trong nhập định tỉnh lại kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt. Kinh hãi không khỏi, đây là Lâm Tiểu Diêu phản ứng nhanh, mắt thấy có thất khống dấu hiệu, liền lập tức dừng lại, cho nên ảnh hưởng giới hạn với thực vật, nước chảy cùng số ít quáng mạch mà thôi. Nếu không nếu là tiếp tục tiếp, rất khó nói, bởi vì pháp tắc hỗn loạn, sinh linh có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng, chờ đến lúc đó, hóa vũ tông tất đối mặt một trận không thể đoán được đại tai nhìn tới vẫn không thể chính mình tu luyện tổ sư từ đường trong lâm tiểu diêu âm thầm thở dài hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố quả thực cũng bị sợ hết hồn càng mấu chốt một chút thời gian tu luyện mặc dù ngắn chỉ có trong nháy mắt nhưng lâm tiểu diêu cũng bén nhạy cảm ứng được rất nhiều thứ tỉ như hiệu suất khác tu sĩ thổ nạp thiên địa nguyên khí liền có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi tu hành nhưng mà chính mình lại không được thánh nhân cảnh giới quá mức cao viễn dù là mình bây giờ tu vi còn thấp chỉ có kim đan kỳ nhưng mỗi muốn tăng lên một chút cùng giống nhau tu vi pháp lực tu sĩ so sánh cần thiên địa nguyên khí hoàn toàn không phải là một cái số lượng theo hắn tính toán cho dù là hao tổn không hóa vũ tông lòng đất cái điều bằng đại linh mạch chính mình tăng cao tu vi cũng hết sức có hạn không thể làm như thế Người không thể quá ích kỷ, làm sao có thể vì mình pháp lực một chút xíu tiến bộ mà làm cho cả Hóa Vũ Tông tu sĩ cũng mất đi yên thân gửi phận chỗ. Huống hồ đối với hiện tại tự mình tiến tới nói, thế giới bên ngoài hay lại là quá nguy hiểm, không có Hóa Vũ Tông, đi nơi nào tìm như vậy thanh tĩnh lại an toàn đánh dấu chỗ. Lâm Tiểu Diêu có thể là làm quyết định không qua loa đến chính thức có được thánh nhân tu vi, hắn là không tính xuất thế. Cho nên xem như vậy, cuối cùng vẫn là phải dựa vào hệ thống đánh dấu tới đạt được tăng lên pháp lực bảo vật. Ngắn ngủi 500 năm tu vi, liền làm cho mình tăng lên tới Kim đan kỳ, xem ra hệ thống xuất phẩm vật, phẩm chất quả nhiên cực giỏi, cùng người thường tu luyện 500 năm khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Năm tháng vội vã, đảo mắt đã là một năm có thừa hệ thống cho ta đánh dấu chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công đạt được thông thiên linh bảo hư thiên xích sí. có hay không bây giờ nhận nhận lâm tiểu diêu nhưng là thở dài trên mặt lộ mở đầu đánh dấu thánh nhân quả vị huyền vũ luyện tâm lộ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thu hoạch ngược lại cũng rất phong phú linh đan rượu dược gì kỳ chân dị bảo rất là nhận lấy không ít tùy tiện xuất ra một món thả vào trong tu tiên giới cũng có thể đưa tới vô số tu sĩ mơ ước tiến tới vén lên một trận gió tanh mưa máu bất quá đối với lâm tiểu diêu mà nói phần lớn cũng rất gân gà giống như trước mắt thông thiên linh bảo hắn căn bản coi thường rất nhiều đan dược tình huống cũng giống vậy người khác tha thiết ước mơ bảo vật, với hắn mà nói, so với một tảng đá cao quý không rất nhiều, dù là chính mình tu vi còn thấp, nhưng có thánh nhân quả vị hắn, phổ thông kỳ chân dị bảo. Há có thể nhìn ở trong mắt, đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì, thường thường, vẫn có thể đánh dấu có dùng cái gì. Trong đó tu vi hữu dụng nhất đường, thứ yếu, chính là một ít có thể gia tăng pháp lực thánh vật. Tỉ như, hắn có một lần ở bảo đan cốc lời ghi chú đến một quả tiên nguyên đan. Này tiên đan, chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh vật, nghe nói luyện khí tu sĩ ăn một viên, là có thể tẩy tủy phạt cốt, trực tiếp tu luyện tới nguyên anh ký. Nhưng mà lâm tiểu diêu ăn vào sau này, mặc dù cũng cảm thấy một cổ bồng bột linh lực, nhưng cuối cùng tu vi lại chỉ trưởng một đoạn nhỏ mà thôi cũng không phải là viên thuốc này lãng đắc hư danh, hệ thống xuất ra, phẩm chất cũng khẳng định không cần hoài nghi, mà là nắm giữ thánh nhân quả vị hắn, mỗi lần thăng một cấp cần thiết tiêu hao pháp lực. Cùng đồng giai tu sĩ tăng lên, cần tu vi, hoàn toàn không phải là một cái số lượng. Nhìn độ khó tăng lên đếm không hết, nhưng trên thực tế, đây mới là thánh nhân nên còn chờ gặp, nổi bật bất phàm, há là người thường có thể so với mặc dù tiêu hao pháp lực càng nhiều tăng lên cũng gặp phải lớn hơn độ khó nhưng trên thực tế chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều khác không đề cập tới cơ sở vững chắc công lực thâm hậu dù là không có chấp trưởng ba ngàn đại đạo vô tận pháp tác đồng giai tu sĩ ở trước mặt hắn cũng như con kiến hôi ai thời gian một năm mới tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ này lên cấp tốc độ cũng quá chậm nhiều lâm tiểu diêu thở dài cảm thấy rất không hài lòng như vậy tốc độ tu luyện, muốn thành tiên ít nhất còn cần 10 năm, đây là hướng thiếu trong coi là. Về phần muốn khôi phục cùng thánh nhân quả vị xứng đôi tu vi, vậy càng là xa xa khó vời. Tu tiên thật tốt khó khăn, hắn lâm vào phiền muộn than thở. Nhưng sau đó lại lần nữa phục hồi tinh thần biết rõ con đường phía trước gian khổ, nhưng mình cũng tuyệt không buông tha, tóm lại, không qua loa đến nắm giữ cùng thánh nhân quả vị xứng đôi tu vi, hắn mãn sẽ không dễ dàng đi bên ngoài mạo hiểm. Cũng may này hóa vũ tông đối với hắn mà nói đúng là một động thiên phúc địa. Ngoại trừ tổ sư từ đường, giống như ngự kiếm đỉnh, tàng thư các, linh dược viên, bảo đan cốc những chỗ này, đều có thể nhiều lần đánh dấu chỗ đương nhiên, cũng có một chút trọng yếu nơi, nói thí dụ như tam thanh đại điện, liền chỉ có thể đánh dấu một lần mà thôi. Lâm Tiểu Diêu vừa nghĩ tới chính mình tâm tư, một bên lưỡng thững rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, quét dọn xong tổ sư từ đường, Lâm Tiểu Diêu lại đi ra ngoài tản bộ. Một năm qua này, hắn ở tổ sư từ đường đánh dấu số lần nhiều nhất, mặc dù thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng có một chút chán ngán vì vậy liền đi ra ngoài nhìn một chút, hóa vũ tông núi đồi, mặc dù lớn nửa bị hắn chạy, nhưng là còn có mấy cái cấm địa, như cũ chưa từng đi qua, hôm nay có linh cảm. Liền muốn đi một người trong đó đi dạo bên trên đi dạo một vòng. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Trong chốc lát, liền đi tới hóa vũ tông sau núi. Nơi này quần sơn trùng điệp chập trùng, quanh có khúc chiết, một mực diên đưa về phía chân trời xa xa lại đi chốc lát lâm tiểu diêu đi tới một tòa thập phần to lớn lại dốc đỉnh núi cùng chung quanh còn lại sơn bất đồng trước mắt chỗ ngồi này không chỉ có muốn hiểm trở cao lớn một chút hơn nữa trên núi quái thạch lởm chởm cây cối cũng rất lưa thưa lại hiện ra mấy phần vắng lặng ý cùng chung quanh xanh um tươi tốt dãy núi không giống nhau lắm ồ thần thức quét qua lâm tiểu diêu trên mặt đột nhiên toát ra mấy phần kinh ngạc chỉ thấy đỉnh núi trước mặt lại đứng không ít đệ tử bổn môn ở nơi nào si sao bàn tán nơi này tuy không phải bổn môn cấm địa nhưng vị trí cũng rất là hoang vu bình thường cực ít sẽ có người tới trước mắt một màn này quả thực cổ quái sau đó mọi người nghị luận liền rối rít truyền vào trong tai lương sư huynh thật đã xuất quan hừ còn có thể gạt ngươi sao nghe nói là hôm qua mới vừa vừa mới xuất quan Lương sư huynh thật là giỏi, bái nhập bổn môn tài ngắn ngủi 30 năm, lại cũng đã kết thành kim đan, có thể nói là ngàn năm nhất ngộ kỳ tài. Ai nói không phải là, nghe nói ngay cả trưởng môn cũng đúng kỳ khen không dứt miệng, tốt mấy vị trưởng lão, cũng tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm đồ tốt truyền từ mình y bát. Nghe nói thiếu chút nữa đánh, tê, nghe đến đó, có người không khỏi đào hít một hơi khí lạnh, thở dài nói. 30 năm kết thành kim đan, đúng là chúng ta dai mô ta nhập môn chậm hơn, nhưng cách này cũng có 20 năm, đừng nói kết thành kim đan, khoảng cách trúc cơ cũng rất xa. Hừ, tiên đạo chật vật, chúng ta lại làm sao có thể cùng lương sư huynh so sánh, nghe nói hắn lần này, muốn tới sông này luyện tâm lộ, cũng không biết có phải hay không là thật. Cái này còn có thể là giả, nếu không phải tin tức xác thật, chúng ta há lại sẽ dương mắt chạy tới xem náo nhiệt. Lương Sư Huynh, Lâm Tiểu Diêu hơi nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ đến một người tới. Lương Khiếu Thiên, vị này chính là bổn môn rất nhiều đại lão đều vì danh xưng là tụng một vị thiên tài. Nhập môn so với chính mình là sớm. Không nghĩ tới hắn ngắn ngủi 30 năm, liền kết thành kim đan, mà chính mình nhưng là tốn một năm có thừa, mới tu luyện đến nguyên anh hậu ký cũng liền tài cao hơn hắn hơn một đại cảnh giới mà thôi vừa nghĩ như thế đối phương quả thật tu luyện rất nhanh không hỗ được gọi là ngàn năm khó gặp thiên tài lâm tiểu diêu cũng có chút than thở bất quá đối phương tới sông sáo luyện tâm lộ còn là có chút khinh thường nơi này tuy không phải bổn môn cấm địa nhưng cũng không phải bình thường đệ tử có thể đặt chân địa ít nhất phải là nguyên anh kỳ ngoại môn trưởng lão, hơn nữa còn là trong đó người xuất sắc mới dám miễn cưỡng thử một lần, nếu không, cũng sẽ là tự dước lấy. Này luyện tâm lộ cũng là khá có lai lịch vật, nghe nói chính là hơn vạn năm trước, bổn môn một vị tiền bối tổ sư, ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ tu di tích. Nghe nói còn cùng hồng hoang có một tí tẹo như thế quan hệ mà luyện tâm lộ bên trong, bao la vô tận ảo ảnh, có núi đao biển lửa, có phong hoa tiết nguyệt, nếu là tâm trí hơi có không kiên, liền sẽ bị lạc ở bên trong. Nhẹ thì tổn thương nguyên khí nặng nề, nghiêm trọng một chút, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá nếu có thể xông qua, chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Có thể rèn luyện đạo tâm, tăng lên tâm cảnh bổn môn mặc dù không khỏi đệ tử tới đây, nhưng mọi người biết rõ luyện tâm lộ nguy hiểm, cũng tuyệt không dám muốn chết, đi tùy tiện thử. Mà bọn họ này bối trong hàng đệ tử, lại có thể có người đi sông luyện tâm lộ, này là quá khứ 30 năm, tuyệt vô cận hữu chuyện. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy, chen chúc ở chỗ này xem náo nhiệt. Nghĩ rõ này toàn bộ câu chuyện trong đó khúc chiết, lâm tiểu diêu yên tĩnh không nói, đứng ở trong đám người hắn vốn là đi tới nơi này là bởi vì luyện tâm lộ cũng coi là bổn môn một trọng yếu chỗ cho nên muốn phải thử một chút nơi này có thể hay không đánh mở đầu đánh dấu thánh nhân quả vị huyền vũ bàn đào thụ mầm mống nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com không nghĩ tới cơ duyên đúng dịp nhưng là đụng phải một cọc náo nhiệt giờ phút này người lắm mắt nhiều lâm tiểu diêu dĩ nhiên không ký chính thức đến trái phải cũng là vô sự, vì vậy hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này bị mọi người ký thác kỳ vọng thiên tài, ở luyện tâm lộ trong, cứu có thể đi tới một bước kia. Trong chốc lát, lương khiếu thiên đã đến, chỉ thấy hắn quần áo trắng như tiết tinh mi lãng mục, hăm hở, quả nhiên tốt một vị thiếu niên anh hiệp. Tu vi cũng quả thật đến kim đan nhập môn ngắn ngủi 30 năm, liền có thành tựu như vậy, quả thực không dễ, quái nói không chừng ở trong các đệ tử trẻ tuổi, cầm giữ có như thế cao nhân khí. Lâm Tiểu Diêu cũng là cảm khái không thôi, suy nghĩ một chút, mình cũng là suốt tốn một năm có thừa, mới tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, trước mắt vị này được gọi là thiên tài. Cũng đúng là danh xứng với thực. Lương Khiếu Thiên thực lực mặc dù vượt xa đồng bối đệ tử, nhưng làm người cũng không kiêu căng, gặp nhiều người như vậy, đến xem chính mình xông luyện tâm lộ, hắn không khỏi đoàn đoàn chắp tay. Hướng các đồng môn lên tiếng chào hỏi. Tu vi cao tuyệt nhưng làm người lại có khiêm tốn lễ độ, đây càng thêm đưa tới mọi người hảo cảm. Nhất là một ít thiếu nữ trẻ tuổi, biểu hiện trên mặt càng là sùng bái ngưỡng mộ lấy vô cùng bất quá hắn cũng không có làm nhiều trì hoãn, cùng mọi người một chút hàn huyên sau khi liền hướng về phía trước đỉnh núi đi. Núi này được đặt tên là Luyện Tâm Sơn. Luyện Tâm Lộ Nguyên là di tích thượng cổ, bị hóa vũ tông tiền bối phát hiện sau này, thuận tiện lấy mạc đại thần thông, rời đến nơi này, rời vào lòng núi. Nghe nói càng là đi thông sâu trong lòng đất. Kết quả trùng điệp bao nhiêu dặm, không người hiểu được bởi vì càng hướng xuống, gặp ảo ảnh càng kinh khủng, đảo không nhất định là núi đao biển lửa, nhưng cho dù là phong hoa tuyết nguyệt, cũng có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Nếu vô nhân tướng cứu, sẽ gặp đạo tâm sụp đổ, thẳng đến tàu hỏa nhập ma. Cho nên, cùng lương khiếu thiên cùng đi, còn có một đầu đội cao quan lão giả này lão họ la, chính là ngoại môn trưởng lão một trong, bây giờ tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cũng chỉ thiếu chút nữa. Có hắn trông chừng lương khiếu thiên cho dù ở luyện tâm lộ bên trong xảy ra chuyện không may, cũng có thể kịp thời cứu giúp đền bù. Vì vị thiên tài này, trong môn có thể nói cân nhắc cố gắng hết sức chu toàn. Như thế, đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, Lương Khiếu Thiên rất nhanh đi tới sườn núi, nơi đó có một to lớn sơn động, cửa vào có hình bầu dục cao số trượng. Còn có tu sĩ trông trường. Nơi này cũng không bảo vật nhưng là sợ hãi đệ tử trong môn lầm vào. Nghiệm qua trưởng môn tay dụ, người kia lúc này mới tương đạo đường tránh ra, lương khiếu thiên chắp tay một cái, liền hướng trong sơn động luyện tâm lộ đi. Mọi người là trông mong ngóng trông trôi qua rất nhanh nửa giờ không được vậy cùng tới họ la lão giả mặt liền biến sắc thân hình như gió cũng tiến vào trước mặt sơn động lần này chúng đệ tử không khỏi xôn xao chẳng lẽ kinh tài tiệt diễm lương sư huynh lại gặp được rồi nguy hiểm cũng may có trưởng lão trông chừng nghĩ tới đây mọi người lại không khỏi thờ phào nhẹ nhõm trong đám người chỉ có lâm tiểu diêu lắc đầu một cái sự tình có biến vị trưởng lão kia sợ rằng cũng là dê vào miệng cóp đúng như dự đoán đối phương cũng là một đi không trở lại thật may trong môn đối với lần này thực tập cố gắng hết sức coi trọng rất nhanh một vị hóa thần kỳ nội môn trưởng lão nghe tin chạy tới này mới rốt cục tướng hai người cấp cứu trở lại bất quá vị kia hóa thần kỳ trưởng lão lại cũng có chút chật vật không chịu nổi cũng không biết kết quả ở luyện tâm lộ bên trong gặp nguy hiểm gì đi ra sau này lập tức mệnh lệnh ở chung quanh đây xem náo nhiệt các đệ tử mau mau rời đi mà cả tòa luyện tâm sơn chu vi mười mấy dặm càng bị chia làm rồi trong môn cấm đĩa không được trưởng môn cho phép bất luận kẻ nào không cho giao thiệp với thậm chí còn bố trí trận pháp thủ hộ cũng không biết kết quả ở phòng bị cái gì Lâm Tiểu Diêu chân mày khẽ nhăn mày, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lại cùng đệ tử bình thường một dạng ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Mọi việc cẩn thận, có thể cầu thả đến mãn không nhiều chuyện, đây là hắn quy tắc làm việc. Tóm lại không tới cấp bậc thánh nhân, Lâm Tiểu Diêu sẽ không dễ dàng nhảy ra giả bộ vì vậy tiếp theo thời gian mặc dù rõ ràng cảm giác hóa vũ trong tông mơ hồ nhiều vẻ khẩn trương khí tức nhất là bên trong tông nội môn trưởng lão bắt đầu thường xuyên điều động lui về phía sau sơn dò xét thậm chí còn có nhân chú đóng với nơi đó bất quá này cũng cùng lâm tiểu diêu không có quan hệ gì chính mình chẳng qua là một phổ thông non nớt đệ tử trời sập xuống có to con đỉnh trước đến không tới phiên tự mình tiến tới bận tâm phiền não cho nên hắn mỗi ngày vẫn ở chỗ cũ tổ sư từ đường trong liếc quét sân ký đánh dấu bất kể bên ngoài có cái gì mưa gió cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua lại là phi thường thích ý hơn nữa mấy ngày nay cũng không biết có phải hay không là vận khí tốt hắn liên tiếp mấy ngày đánh dấu cũng không có đạt được ví dụ như thông thiên linh bảo bổ thiên đan loại những tu sĩ khác đổ xô vào nhưng đối với chính mình mà nói lại hình cùng gân gà đồ vật ngược lại là liên tiếp đánh dấu rồi gần ngàn năm tu vi hệ thống xuất phẩm tu vi không thể so với bên ngoài kia yếu kém thiên địa nguyên khí cũng cùng tu sĩ tầm thường khổ tu ngàn năm lấy được thành tựu là là hoàn toàn khác nhau đồ vật cái này làm cho lâm tiểu diêu pháp lực lại có vô cùng tiến bộ lớn bây giờ cuối cùng đã tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tùy thời có thể đột phá đương nhiên hắn tình huống bây giờ cũng không dám chính mình tu luyện cho nên duy nhất có thể làm kỳ vọng, chính là tiếp theo đánh dấu, vừa có thể đánh dấu tu vi, hoặc là có thể rất lớn phúc độ gia tăng pháp lực linh đan. Đối với lần này, Lâm Tiểu Diêu cũng có chút trông đợi. Không dễ dàng hả, nhưng là suốt một năm linh hai tháng, tài sắp tu đến hóa thần kỳ, cổ nhân nói tiên đạo khó khăn, khó khăn vào lên trời, quả nhiên rất có đạo lý, không hề có một chút nào lừa gạt mình trong lòng như thế nghĩ như vậy lâm tiểu diêu tướng tân cung phẩm dọn lên trước mặt bàn thờ sau đó cung cung kính kính hướng về phía tổ sư bài vị môn thi lễ một cái hắn mặc dù không biết hóa vũ tông đứng hàng tổ tiên nhưng đối phương lại cho hắn cung cấp một cái có thể an tĩnh cầu thả đến không bị quấy dày động thiên phúc địa cho nên trong lòng tự nhiên vẫn là rất là cảm kích sau đó lâm tiểu diêu liền ở trong lòng mặc niệm đạo hệ thống, cho ta đánh dấu. Lời còn chưa dứt, gợi ý của hệ thống thanh âm liền truyền lọt vào lỗ tai. Chúc mừng ký chủ đạt được bàn đào thụ mầm mống. Có hay không bây giờ nhận bàn đào thụ mầm mống? Lâm Tiểu Diêu sửng sốt một chút. Này cũng là trong truyền thuyết tiên gia vật. Nghe nói 9.000 năm mới có thể một thục nhân ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Ừ, có khen chỗ nhưng đây đúng là rất chân quý tiên gia vật cho dù đối với nắm giữ thánh nhân quả vị hắn cũng có một chút hiệu quả ít nhất so với thông thiên linh bảo bổ thiên đan loại gân gà tốt hơn quá nhiều lâm tiểu diêu trong lúc nhất thời cũng có một chút như vậy động tâm vì vậy liền mở miệng đạo nhận sau đó trước mặt hắn liền nổi lên một hột đào lớn nhỏ như vậy mầm mống tử văn tương hạch ngoài mặt có bảy đạo linh quang tản ra tiên khí hòa hợp tựa hồ ẩn chứa vô cùng đạo uẩn quan sát chốc lát lâm tiểu diêu chân mày vẫn không khỏi được nhẹ nhàng mặt nhăn với nhau đồ vật là đồ tốt nhưng vấn đề là chính mình hẳn loại ở nơi nào huống hồ chín nghìn năm một thục chờ đến lúc đó đã sớm khôi phục thánh nhân quả vị chính mình sợ rằng đã coi thường vật này